cả mọi người, lại là em đây. Em là My, em đến từ công ty Harley Group. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm cực hot mới ra mắt được năm 2020, đang được nhiều chị em phụ nữ yêu thích và săn đón. Đó chính là siêu phẩm trắng da viên uống dưỡng da Beauty Diamond White, là phiên bản mới của Beauty Blur, với thiết kế bao bì đẹp mắt và sang chảnh hơn. Không những thế, công dụng lại còn vượt trội hơn gấp 10 lần so với phiên bản cũ. Đặc biệt được là sản phẩm này được bổ sung thêm nhiều thành phần hơn, cũng như là đã tạo nên một cái sự độc lạ và mới mẻ của sản phẩm này. Và chắc chắn đây là sản phẩm chăm sóc da xu hướng dưỡng trắng được nhiều chị em săn đón. Và thôi, không dài dòng nữa, thì em xin giới thiệu cho mọi người ngay thôi. Thì đầu tiên, như em đã nói, thì thiết kế bên ngoài của viên dưỡng da Diamond White này vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Thiết kế thì vô cùng tinh tế và chắc chắn nha mọi người. Vì đây là sản phẩm độc quyền của Global nên được thiết kế dựa theo viên kim cương rất là sang chảnh. Tông màu chủ đạo là màu đỏ sẫm, cao cấp với nền chữ màu trắng bạc, đã làm nổi bật được cái tên sản phẩm viên dưỡng da Diamond White ở chính giữa hộp. Thì mình sẽ quan sát được ở phía bên góc trái hộp, sẽ thấy được một cái tem QR code từ nhà sản xuất. Mọi người có thể thấy phía bên tay phải của hộp sẽ thấy được một chứng nhận của GMP. Phía bên phải hộp mình sẽ thấy được cái mã vạch sản phẩm cũng như số lượng viên của sản phẩm. Đây ạ. Phía bên trái của viên dưỡng da Diamond White này sẽ thấy được ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng. Kèm theo đó là công ty sản xuất của viên dưỡng da Diamond White cũng như là nhà phân phối. Phía sau mặt của hộp ta sẽ thấy được là thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, cách dùng. Đây ạ, mọi người có thể thấy được ghi rất là rõ ràng và không bị trầy xước hay lan lốt nha mọi người. Ra thì nhà cung cấp của mình sẽ bổ sung cho mình một cái tờ giấy đi kèm theo cái vỏ hộp, đó chính là cái giấy ghi rõ những thông tin thành phần công dụng của viên Beauty Diamond White này. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ạ. Kèm theo đó là một cái phiếu cam kết 100 triệu đồng của nhà phân phối nếu mà phát hiện được có chất cấm, chất độc hại trong cái sản phẩm Diamond White này. Đây ạ. Và bây giờ thì cùng em đập hộp viên dưỡng da Diamond White này xem bên trong là có gì nhé. Thì mọi người có thể thấy là bên trong sẽ chứa đựng một cái hộp chứa đựng viên dưỡng da Beauty Diamond White này. Thì cái hộp này thiết kế rất là đẹp mắt, độc lạ, sang chảnh nha mọi người. Mọi người có thể quan sát ạ. Thì ở giữa sẽ có được cái tên sản phẩm. Phía bên tay phải cái vỏ hộp này sẽ ghi rõ được cái thành phần, công dụng cũng như đối tượng sử dụng. Ngoài ra phía bên tay trái sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cũng như là được sản xuất bởi công ty Natural Việt Nam và cũng như là khối lượng viên. Thì đằng sau sẽ mọi người sẽ thấy được một cái tem niêm phong cái vỏ hộp sản phẩm này. Đây, mọi người có thể thấy ạ. Bên cạnh hộp đựng viên dưỡng da Beauty Diamond White này sẽ là một cái hộp đựng ngày nếu cho những người đi chơi du lịch hay là đi chơi xa. Đây, mọi người có thể để cái viên dưỡng da này vào trong cái hộp này. Thiết kế cũng là màu tông đỏ sẫm rất là đẹp. Đây ạ, mọi người có thể thấy ạ, chắc chắn và rất là dễ thương nha mọi người. Mình rất thích cái phiên bản mới này của em Diamond White này. Bên cạnh vỏ hộp là mình có thể quan sát được có một cái thông tờ giấy ghi rõ được cái thông tin thành phần. Đây. À, đây là hộp viên dưỡng da này mình quay. Còn bây giờ em sẽ bóc cái tem này ra nha. Và sau khi em đã bóc xong thì em sẽ mở ra. Và sau khi em đã bóc xong thì em sẽ đổ cái viên dưỡng da Diamond White này ra
ở tay nha. Màu rất là đẹp ạ. Mọi người. Em sẽ đổ những viên thuốc này vào trong cái hộp đựng này luôn ạ. Đẹp chắc chắn ạ. Giờ thì em xin chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ nhé, và chúc mọi người sẽ hồ được một làn da như mong ước.